cháu xem cải tạo khắc phục làm lại cho chú để chú sử dụng, chú đi làm. Đúng rồi, thông tin đâu lắm rồi. Chú nhớ là chú từ khi mà chú đẻ thằng cu Tí, mà cu Tí bây giờ nó đã có vợ rồi. Cháu nhờ cháu kiểm tra xem thì làm lại cho nó ngon tí để chú sử dụng canh tác để kiếm thu nhập thêm. Vâng. Thì cái này nè. Ừ, cảm ơn cháu. Sao thấy ổn không? Được. Ngon á. Cái máy này ngày xưa ông bảo của cái hàng này, máy này là máy nhập á. Con này là nhập bên kia về đấy. Chắc tầm khoảng một tháng là sẽ xong rồi con này. Một tháng, ôi thế thì tốt quá. Chú tưởng đâu là phải mất vài tháng, một tháng thì quá nhanh, quá ngon rồi. Vâng. Đây, chú cảm ơn cháu.